Chào các bác, hôm nay em lại có một con súp rất là hay xin giới thiệu với các bác. Vâng, đặt ở Hà Nội thì rất là ít bán súp thôi, nhưng mà toàn tuyển chọn những con hàng chất. Vâng, xin giới thiệu với các bác, đây là một con súp Bilodai, thương hiệu súp hàng đầu đến từ Mỹ. Con súp Bilodai này rất là đẹp. Vâng, với cái mặt đen, mặt này là mặt gương đen bóng các bác nhé. Cái căng của nó đây, cái căng rất là điệu, bắc cong. Vỏ vân gỗ rất là đẹp. Mời các bác xem qua một chút về ngoại hình của con súp Bilodai này, rất là đẹp. Bác rốn lõm. Xem mặt sau của nó sẽ như thế nào nhỉ? Vỏ vân gỗ rất đẹp. Đây, mặt sau đây, súp Bilodai VX Series 2 đết sản xuất đây, đây là hàng bãi nhé các bác nhé, rất là chất. Đết là ngày 12 tháng 5 năm 2006, rất là chất. Con này sử dụng điện áp 230V, rất là tiện lợi. Các tần đầy đủ, on off đầy đủ hết. Hàng đẹp xuất sắc, nguyên zin, ba nguyên zin tất cả. Đẹp xuất sắc các bác nhé. Sẽ tiến hành bật súp cho các bác nghe nhé. Đây là em chưa cắm súp nhé. Đây là em sẽ tiến hành bật súp cho các bác nghe. Các bác có thể em chưa bật súp nhé, các bác có thể đeo tai phone hoặc là cắm ở trên các bộ dàn của các bác để các bác nghe thử chất lượng của súp. Em đã bật rồi đấy, súp nó đánh rung nhà luôn các bác nhé. Em sẽ cho lớn volume của nhạc của súp. Em mới tăng súp nhá. Đây là em chưa bật súp nhá. Em sẽ bật lớn dần lên này. Bác nào đã quen nghe súp rồi thì đấy, phải rung nhà luôn. Bác nào nghe quen súp rồi thì nghe không có súp thì cũng rất là thiếu. Cái này thì phù hợp nghe nhạc, hát karaoke hay là xem phim đều được. Thiết kế rất đẹp. Tiếng rất là hay, con này tiếng rất hay luôn. Tiếng nó rất hay đấy. Tiếng cực chất.
bát 25 các bác nhé. Trứng rất chất. Cái căng đấy. Rất chất luôn. Con súp Vinodai hàng bãi này Mỹ này bên em bán giá 6.200.000 đồng nhá. Có ship hàng toàn quốc các bác. Bác liên hệ có nhu cầu liên hệ em Đạt Audi Hà Nội. Số máy 0983586968. Bác nào lần đầu vào kênh của em thì xin mời đăng ký kênh bên em nhé để theo dõi các sản phẩm audio mới nhất. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Em xin cảm ơn. Một con súp rất hay để các bác mua về chơi Tết, ăn hòm ngày Tết tuyệt vời. Cảm ơn các bác.